Đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Kính thưa đại chúng, chúng ta sẽ nghe Đức Phật giải rộng về sáu loại nghiệp đen trắng. Sáng nay chúng ta đã nghe bốn loại nghiệp. Có một số sanh loại đen, sanh ra pháp đen. Có một số sanh loại đen nhưng mà sanh ra pháp trắng. Có một số sanh loại đen sanh ra niết bàn. Có một số sanh loại trắng lại sanh ra pháp đen. Có một số sanh loại trắng sanh ra pháp trắng. Có một số sanh loại trắng sanh ra niết bàn, không đen không trắng. Sáng nay chúng ta đã nghe Đức Phật trình bày bốn loại nghiệp đen và trắng. Chiều nay chúng ta sẽ nghe Đức Phật diễn rộng ra sáu loại nghiệp đen và trắng. Ananda, thế nào là một số sanh loại đen sanh ra pháp đen? Đã đen rồi sanh ra thêm pháp đen nữa. Một số người sanh trong gia đình hèn hạ, thấp kém. Gia đình làm nghề đổ phân. Làm nghề thợ săn. Làm nghề đan tre, đóng xe, quét rác, nghèo khổ, khó tìm được miếng ăn và thức uống để sống. Khó tìm được quần áo để mặc. Người này xấu xí, khó nhìn, lùn thấp, nhiều bệnh hoạn, đuôi một mắt, tàn tật, còm, què, đi khắp khển, không có đồ ăn, đồ uống, đồ mặc, xe cộ.
không có chỗ nằm, chỗ ở hay là đèn đuốc, những đồ trang sức không có. Người ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời và làm ác hạnh về ý. Khi thân ngoại mạng chung chết đi, rơi vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Như vậy lạng sanh loại đen, sanh ra pháp đen. Đây là cái đề tài chúng ta quán chiếu sâu sắc lắm. Thời xưa có những người làm cái nghề để đổ phân. Mình xưa mình đọc á, là Ni Đề đó, làm nghề đổ phân. Mình nhớ cái câu chuyện đó. Cái cậu này rất là quý kính, ngưỡng mộ Đức Thế Tôn, không có dám lại gần. Tuổi thân tự ti mặc cảm, câu chuyện mà chúng ta thường nghe đó. Một cái nghề rất là thấp hèn, hạ tiện, hôi hám, bẩn thỉu, dơ dây. Sau khi người ta đi ra thì cái người này đi lại thu rồi đem đi đổ. Hồi xưa nó không có những cái hệ thống hiện đại giống như mình bây giờ. Và bây giờ mình là những người đi rút hầm cầu. Có một lần lúc còn nhỏ Minh Thành có chứng kiến một cái cảnh mà tới bây giờ không có quên. Như miền quê có những cái hầm, ta đi cầu, ta nuôi cá dồ. Chỉ có cái cô này đi vào trong đó rớt vàng xuống dưới cái hầm đó, mà dưới nó là đầy phân hết. Cho cái cô này á, lội người xuống dưới đó và thuê thêm người xuống đó. Những người này lặn ngập ở trong một cái hầm phân, đầu gì, mặt gì dính gì, hôi thối vậy. Rất là dơ bẩn, rất hôi thối, rất là bẩn thỉu. Cho mấy người ta làm ở dưới ống cống, hầm cống, rất là dơ. Sinh ở trong gia đình vậy, người ta đâu có muốn làm cái đó, nhưng mà do ác nghiệp, không có phước báo, cho nên phải sanh làm những nghề gì. Đức Phật nói chỉ là biểu trưng thôi, mình phải quán chiếu rất nhiều trong cuộc sống. Ngài nói đâu phải ngài nói hết tất cả đâu, mà chỉ liệt kê ra một vài cái nghề vậy, mình đặt mình vô cái trường hợp đó. Rồi đó, là những người làm gì để thợ săn phải đi bắn, có khi là bị thú dữ nó dồ nó xé xác, chết là chuyện thường, sanh ngày tử nghiệp.
cái nghề nó vậy đó, do cái ác nghiệp của quá khứ nó chiêu cảm ra, không có làm nghề gì khác được hết, chỉ làm cái nghề đó. Và cái người này phải hứng chịu lấy cái nghiệp ác. Rồi là đan tre, rồi đóng xe, quét rác. Nhiều khi con nhìn thấy những người họ lao công, mình nhìn thấy mình xót xa lắm. Nhiều lúc con nhìn đó là nước mắt con rưng ra, người ta không dám dòm mình, ta không dám dòm mấy người đi chung quanh, ta ngại. Khi mình nhìn thẳng người ta tự ti lắm, ta cúi cúi xuống vậy. Tủi thân, mặc cảm, đã đau buồn, đau khổ, phải sanh ra, phải kiếm sống trong một cái nghề thấp hèn, thấp kém, mà bị mọi người nhìn bằng những cái ánh nhìn khinh bỉ, khinh khi. Nhiều lắm. Rất là nhiều những cái nghề đau khổ lắm, vì cuộc sống người ta đau khổ lắm. Những nghề rất là khủng khiếp, có những nghề mình không tưởng tượng nổi, những nghề phải tiếp xúc với những cái chất độc. Những nghề phải là buôn phấn bán hương, xấu hổ và nhục nhã, người ta đâu có muốn vậy. Nhưng do cái nghiệp tích lũy trong quá khứ, nó chiêu cảm, nó đưa đẩy, và nó đưa vào cái con đường đó, và vô trong đó rồi là nó nghiệp nó biểu hiện ra, người này không có thoát ra được con đường đó. Triệu triệu, vạn vạn, tỷ tỷ, những cái hình thái của cuộc sống, những cái sự đau khổ của chúng sanh, những cái ác nghiệp, ác nghiệp. Mình đi, mình phải nhìn. Khi mình tiếp xúc những cái trường hợp đó, mình phải nhìn thật là sâu bằng con mắt trí tuệ để mình quán chiếu. Nhiều khi con để ý con nhìn mấy cái người lao công ở trong các cái siêu thị hay là những cái nhà cao tầng đó, họ thấy mình có họ lủi lủi lủi, họ cúi cúi xuống, họ không dám dòm. Họ thấy mấy người ăn mặc đẹp giàu có rồi họ cúi xuống, và có khi họ nhìn, nhìn khi ta đi rồi nhìn bằng một cái ánh mắt khao khát, ngưỡng mộ, nhìn bằng một cái ánh mắt hy vọng, tưởng mơ, và họ nghĩ rằng là suốt đời này không bao giờ có được những cái thứ đó. Mình phải nhìn sâu cái thọ tưởng hành của người đó. Nghèo khổ, đóng xe, đan tre, quét rác, những đứa trẻ ăn xin, hay là mình nhìn thấy những hình ảnh mà chúng ta cũng có quán chiếu, các em bé ở châu Phi da bọc xương, suy dinh dưỡng cùng cực. Cái gì biết không? Người ta đem thức ăn thừa đó, người ta bỏ vô cái thùng, rồi sau đó nó chở cái thức ăn thừa đó đem về cái chỗ đó, phân loại ra,
Và các em bé đó bu lại, giành giật với nhau, giành giật những cái cơm thừa canh cặn đó, những thứ người ta ăn người ta đã quăng. Đau xót cho rất nhiều những cái mảnh đời. Cho nên mình á, mình ăn cơm mà thức ăn á, mình không có được phung phí. Cái này hết sức là quan trọng. Phải tiết phước. Không phải tự nhiên mà mình có một cái bữa ăn nó đầy đủ vậy, nước mà mình sử dụng nó thoải mái vậy. Thật ra không phải vậy. Có những nơi là không có nước uống, chứ đừng nói chi là tắm giặt, nước uống không có. Thành ra trong một cái sự mà quán chiếu về cái nghiệp quả này đó, nó rất là rộng lớn, nó trùm khắp cả cái thế giới. Từng cái nhỏ nhỏ như vậy đều là biểu hiện của nghiệp quả. Đều là biểu hiện của nghiệp quả. Mà nhìn xấu vô trong những cái đó, cái hiện trạng đó, cái thực trạng đó, những cái hoàn cảnh đó, để mình thấy được cái nhân quả nghiệp báo nó biểu hiện. Rất là khó có được miếng ăn, rất là khó. Đừng nói đâu xa hết, bây giờ ở Việt Nam mình có nhiều chú, nhiều chú đi quay những cái cảnh đời nghèo đó, mình khủng khiếp, khủng khiếp, không thể tưởng tượng nổi. Bà già 90 tuổi, mỗi ngày bà phải đi lụm bọc, đi lụm da chai. Mỗi một ngày. Còn có ông cụ già cũng là 89, 90 tuổi bị bán vé số mỗi ngày. Rồi nằm lăn lóc ngoài vỉa hè. Có người thì không có con cháu, có người thì có con cháu mà nó bỏ. Nó bỏ mặc. Rồi có những trường hợp nó đau lòng lắm. Ông già nằm bệnh viện đó thì đứa con bỏ trốn đi luôn. Bỏ đại cho bệnh viện nha. Đi. Tất cả những cái đó thì mình biết là nó khổ vô cùng cực. Nhưng mà đó đều là cái ác nghiệp trong quá khứ nó biểu hiện. Khi người ta không thấy được nghiệp đó, thì người ta sẽ trách cái người bỏ đó. Nhưng khi thấy được nghiệp rồi, người ta không có trách. Từng chút mỗi cái mà mình thấy, mình nghe, mình tiếp xúc, mình cảm thọ, mình nhận thức đều là trong cái gọng kềm của nghiệp, không đi ra khỏi đó. Những cái mà mình tiếp xúc, mình thấy, mình nghe, cảm nhận những cảm giác, mình tưởng, mình suy nghĩ, rồi mình nhận thức ở trong nghiệp. Tại nhiều đời cái thọ tưởng hành thức mình nó quân tập theo những cái đó. Cho nên cái dòng suy nghĩ, cái dòng cảm giác của nó, những cái hình bóng tưởng tượng nó ở trong đó, không đi ra khỏi đó. Cho nên nó là chột, mù, bệnh nan y, và lùn thấp, xấu xí, tật nguyền, khó nhìn, què quặt, đi khắp khển, không có nhà cửa, đi lang thang vậy. Đã vậy rồi mà còn làm ác nữa, còn nói lời ác, rồi suy nghĩ ác, thì cuối cùng sao? Thân hoại mạng chung, khi nhắm mắt rơi xuống cõi dữ, ác thú đọa sự địa ngục. Đó là xanh loại đen mà xanh ra pháp đen. Đã đen rồi mà nó còn rơi xuống cái chỗ mà đen tối, đen tối hơn cái đen đó nữa. Trước mắt chúng ta cái này có nhiều không thưa quý vị?
đầy giấy, đầy giấy, đầy giấy hết. Đầy giấy. Khổ đau. Có những người nó nằm phải đút cái ống, không ăn uống được, đổ cái ống, đổ cái nước mà mình nấu, mình nghiền cái thức ăn vô cái ống đó. Có người là phải gắn cái ống dây vô để tiểu, hư luôn cái cơ quan, cái bộ phận mà để đi tiểu, hư luôn. Có người mình thành chứng kiến nằm liệt giường liệt chiếu 20 mấy năm, bán thân bất tội. Cái thân thể này nè, mình thấy nó gì đó, chỉ cần tích tắc thôi, nó đổ một cái chứng bệnh nan y ung thư xuống trong vòng vài ngày nhìn không có ra, còn là có 20 mấy ký thôi. Mình thành chứng kiến rất là nhiều người vậy, từ người cư sĩ đến người xuất gia. Người đó 70 ký, chỉ cần bệnh một cái đổ xuống cái thôi, tuổi bằng mình thành thôi, là còn có 20 mấy 30 ký, không tới 30 ký, mình hết hồn, mình nhìn cái mình bàng hoàng hết. Không có mong manh, không có bền chắc trong cái sắc quẩn này, tích tắc chớp mắt, một khoảnh khắc có thể đổ vỡ, ngã xuống, sụp xuống, vỡ ra, bể ra, nát ra, hoại ra, tan biến thành cát bụi. Ngài Ananda, thế nào là hạng sanh loại đen, là sanh ra pháp trắng, là sanh ra một gia đình thấp hèn như nãy giờ nói đó, nhưng mà thân làm lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ lành, nghèo khổ bệnh tật xấu xí vậy, nhưng mà những cái suy nghĩ thiện pháp, những lời nói lành, những hành động tốt, biết giữ gìn 5 giới, 8 giới, 10 giới, biết tu tập bố thí, cúng dường, nói lời từ ái, biết làm những thiện sự, thiện hành, thiện pháp, thì cái người này sau khi thân ngoại mạng chung chấm dứt, sanh vào cõi lành thiên giới hay là thế giới này. Như vậy này Ananda, là hạng sanh loại đen, sanh ra pháp trắng. Thì những người đó sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thế giới này, được hưởng phước báo, hoặc là sanh lên các cõi trời. Đó là đen nhưng mà xanh ra trắng. Thế nào là xanh loại đen, xanh ra niết bàn, không đen không trắng? Là sinh trong một cái gia đình thấp kém, xấu xí như vậy, bệnh tật như vậy, nghèo hèn như vậy, mà cái vị này cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như vậy đó, sau khi đoạn tận 5 triền cái, làm cho muội lược các kiết sử về tâm với trí tuệ đó, trú tâm ở trên 4 niệm xứ như thật tu tập 7 giác chi, sanh ra niết bàn, không đen không trắng. Như vậy nè Ananda,
là hạng sanh loại đen, sanh ra niết bàn, không đen không trắng. Chỗ này là chỗ đặc biệt, chỗ rất là đặc biệt. Trong gia đình thấp hèn nghèo khổ, mình thấy thời Đức Phật cái này có rất nhiều. Chàng vô não, rồi cái người mà chăn bò, rồi những cái người là kỹ nữ, những người nghèo khổ, sau khi đã gặp Đức Phật, nghe được chánh pháp, thì xin xuất gia. Đó. Cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đó là cái bước thứ nhất. Nhưng mà cái sau là sao? Đoạn tận năm triền cái. Đây là chỗ mấu chốt đó. Đây là những cái pháp mà trọng yếu để mình nói nè. Nãy phía ngoài nãy giờ đó, sáng giờ chúng ta học đó, là những cái nghiệp đen trắng, tốt xấu thiện ác. Nhưng đây là cái chỗ này siêu diệt, vượt ra. Dục tham, sân, hoài nghi, trào cử, hôn trầm. Đó thì mình á đoạn tận được năm cái triền cái đó, làm cho muội lược các kiết sử về tâm với trí tuệ. Kiết sử còn có thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ nữa. Thì như vậy đó, từ ở cái chỗ mà gọi là chánh kiến, phá cái kiến chấp về thân, phá cái hoài nghi đối với giáo pháp, đối với tam bảo, phá những cái gọi là chấp chặt sai lầm ở trong những cái về giới không có đúng đắn nữa, chúng ta xuống sẽ học. Rồi phá những cái gọi là dục tham, sân hận, trạo cử, hôn trầm. Phá được những cái đó. Phá bằng cái gì? Phá bằng cái tâm trí tuệ, làm cho muội lược các kiết sử. Mình phá được thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ là chữ lưu. Mình làm cho muội lược tham với sân. Muội lược đây tức là nó bại liệt, nó còn hết sức là mỏng, thì đó là nhị quả. Mà hết luôn tham sân không còn nữa là tam quả bất lại. Còn nếu mà phá luôn năm thượng phần kiết sử nữa, sắc ái, vô sắc ái, trào cử, mạng và vô minh nữa, thì như vậy là lậu tận. Thành ra đó là muốn phá những cái này đó bằng trí huệ, bằng chánh tri kiến. Nếu mà mình không thấy được năm uẩn, mình không thấy được cái tính chất vô thường, tan hoại, hoại diệt, quỷ hoại, vô ngã, đau khổ của năm uẩn, làm sao mình phá nổi cái mà gọi là tham ái đối với năm uẩn? Làm sao mình phá nổi cái sân hận đối với năm uẩn? Làm sao mình phá nổi cái nhìn sai lầm về thân kiến này, cái kiến chấp về thân này? Chính vì vậy mà mình mới thấy rằng gì? Không có chánh kiến thì không có gì hết á. Cho nên cái cửa đầu tiên mà đi vào là chánh kiến. Mà cái cửa đó muốn có thì phải gặp bậc thiện tri thức, bậc chân nhân, bậc thánh nhân và nghe diệu pháp. Không có hai cái đó là không có chánh tri kiến. Tại sao chúng ta tu học thiệt là lâu mà mình không chánh tri kiến? Không gặp bậc chân nhân, không gặp bậc thánh nhân,
không gặp bậc chánh giải kiến. Đương nhiên không gặp thì không thể nghe pháp đó rồi, không gặp không nghe thì sao có chánh giải kiến. Cho nên tu ở trong tà kiến, tu trong mê tín, tu trong cái sự mà lệch lạc hướng ngoại. Và cuối cùng thì sao, cái kết quả là kết quả gì? Hướng ngoại, cầu cái này xin cái kia, mong cái nọ, muốn đi đâu đâu để được cái gì đó, mà cuối cùng thì trở lại đây là một đống tham, một đống sân, một đống si, một đống ngã mạn, đống vô minh. Như vậy thì Đức Phật gọi là gì? Đại khổ quẩn. Đại khổ quẩn, đây là cái đống tích tụ. Đại khổ quẩn, đại khổ quẩn là đống khổ lớn, đống khổ lớn. Cái đống khổ này nó gồm có cái gì? Cái đống khổ này đó, nó gồm có máu, mủ, tinh, huyết, phân và nước tiểu, nước đái, cứt rái, cứt mũi, ghèn, mồ hôi, những chất nhịt, dịch, nhờn, nhầy nhụa, nhơ nhớp, tanh hôi, bẩn thỉu, mà mình đau khổ với nó, mình mê đắm với nó, mình tham luyến với nó, mình chấp chặt với nó, mình sầu bi khổ ưu não với nó, mình nhận nó là mình. Đó là cái đống khổ thứ nhất, sắc thù. Cái đống khổ thứ hai là gì? Bao nhiêu những cái cảm giác ngày đêm nó thay đổi, nó chuyển biến, nó sanh diệt, nó vận hành ở trong này, vận hành rồi buồn rồi giận rồi thương rồi ghét rồi đúng sai hay dở phải quấy hơn thua, nó làm hoài trong nó một ngày, hồi thấy cười, hồi thấy nhăn, phải không, hồi thấy dễ chịu, hồi thấy khó chịu, hồi thấy trơ trơ đơ đơ, nó cứ làm hoài ở trong đó. Như vậy đó là cái đống khổ thứ hai, thọ thủ quẩn. Và bao nhiêu những cái hình bóng bên trong, bao nhiêu những hình ảnh bên trong, bao nhiêu những cái ám ảnh bên trong, bao nhiêu những cái ảo ảnh bên trong, bao nhiêu những cái ảo tưởng bên trong, tưởng thủ quẩn. Giờ cái lời nói lầm thầm, lầm thầm, lầm thầm, lầm thầm, hết nghĩ này tới nghĩ kia, hết nghĩ kia tới nghĩ nọ, nghĩ hoài, nghĩ hoài, nghĩ hoài, nghĩ hoài. Mà càng nghĩ nó càng mệt, mà càng mệt nó càng nghĩ nó càng tức thì nó càng nghĩ nó càng dục nó càng nghĩ nó càng tham nó càng nghĩ nó càng ái nó càng nghĩ. Như vậy mà nó cứ nghĩ quá như vậy, đó là gì? Cái gì quẩn? Hành thủ quẩn, cái đống khổ đó. Thứ tư, không nhìn thấy được nó là nguyên nhân khổ, mà cứ nói tôi nghĩ, cảm giác này là tôi, những hình bóng này là tôi, cái đống thịt này là tôi, cái nào cũng tôi, và chấp cứng chặt trong đó. Và cái nhận thức là một cái hết sức là sâu xa. Cái biết của mình, cái biết đó, mình tin vô cái biết dữ lắm, mà cái biết của vô mình, cái biết của nghiệp. Cho nên mình thấy không, cùng nhìn một cái cảnh thôi, nhưng mà đó, cái người thợ mộc mà nhìn khác, cái người làm kiểng thì nhìn khác, cái thằng ăn trộm mà nhìn khác, phải không? À, phải chưa? Ừ. Rồi cái người thầy thuốc thì nhìn khác, à, cái người kinh doanh thì nhìn khác. Vậy thì cái, tất cả những cái nhìn đó là từ cái gì? Nghiệp, là thói quen ở trong suy nghĩ. Cái thói quen nó suy nghĩ theo một cái chiều hướng đó đó. Mình thấy không, những cái đường nước mà nó chảy trên núi xuống, thấy không? Thấy những cái lối mòn, những cái rãnh mà nước nó chảy xuống không? Thì nó ngay cái đường đó là nó cứ chảy à. Mấy chục kia nó không chảy mà nó chảy ngay cái đường đó. Cũng vậy đó, cái lối mòn của suy nghĩ. Này các tỳ kheo, chúng sanh á, chết ở ngay cái chỗ suy nghĩ này, ngay chỗ tưởng này, chỗ suy tưởng này, chúng sanh chết ngay chỗ này. Cho nên mình nhận diện năm quẩn là tuyệt diệu lắm đó, để mình nhìn thấy bản chất. Mà mình học giờ đó, mình nhìn thấy gì lâu lâu có bị gạt không? Có bị nó dẫn không? Thấy chưa? Mà thấy đó, biết đó mà còn
yếu đuối còn bị nó quật. Chứ đừng nói chi mà những người không thấy không biết. Thì hoàn toàn là gì? Cái bóng đêm của vô minh nó chụp xuống vậy, nó trùm phủ hết tất cả thế giới này hết trơn, hoàn toàn ở trong bóng đêm. Mà tất cả những cái năm uẩn này nó hoạt động là hoạt động theo cái gì? Cái trục của bên trong của nó là cái gì? Cái trục trong này nè, nó quay là cái gì? Dục. Tất cả pháp lấy dục làm căn bản. Mình thấy khủng khiếp không? Nếu mà không có bậc chánh đẳng giác làm sao mình thấy, mình biết được cái này? Cho nên á, mình thấy mình biết được như vậy rồi mình mới từ từ mình nỗ lực tinh tấn, mình đi đến chỗ đoạn tận các triền cái, mỗi lượt các kiết sử, làm cho tham bớt lần 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 lần, cái sân nó bớt lần 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 lần, cái nghĩa là kiến chấp thân kiến, những cái hoài nghi nó giảm giảm từ 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 từ, từ đến cái chỗ mà nó chấm dứt đoạn diệt. Đặt tâm ở trên bốn niệm xứ, trú tâm trên bốn niệm xứ. Cái tâm của mình luôn luôn là dòm có cái thân thể, những cái cảm giác nội tâm, và bên trong đó là những sự vận hành của nó. Lúc nào mình cũng dòm dòm hoài, dòm hoài, dòm hoài trong đó. Là tâm trú ở trên bốn niệm xứ. Đây là đường lối tu của tất cả các bậc chánh đẳng giác thở quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là cái đường lối tu của tất cả bậc chánh đẳng giác, là cái định lý, là cái khuôn pháp, là cái chuẩn mực mà ba đời chư Phật không thể vượt qua. Cái câu này, đoạn tận năm triền cái, làm cho mỗi lượt các kiết sử với, về tâm với trí tuệ, trú tâm trên bốn niệm xứ, như thật tu tập bảy giác chi, sanh ra niết bàn không đen không trắng. Tất cả các bậc chánh đẳng giác trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai đều phải đi qua cánh cửa này hết. Cho mình trú tâm trong cái sự mà thường trực đó, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Cứ làm công việc đó hoài thôi, cứ dòm lại, thấy rác bóc thảy ra, thấy rác là đốt, thấy rác là quăng, thấy rác là dọn. Cứ quét, cứ dọn, cứ đốt, cứ quăng ra, hoài 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 hoài, cho đến lúc nào nó hoàn toàn sạch sẽ. Nội tâm mình là một đống rác bẩn, một đống rác bẩn, một đống. Đóng rác bẩn. Phải tu tập bảy giác chi, để làm cho sung mãn bảy giác chi. Làm cho đầy đủ bảy giác chi. Mình phải đó là có một cái sự luôn luôn, đó là trạch pháp. Cái nào là sắc, cái nào là thọ, cái nào là tưởng, cái nào là hành, cái nào là thức. Đừng để cho nó lẫn lộn. Cái nào là cái tâm có sân, cái nào là cái tâm không có sân, cái nào là cái tâm có tham, có ái. Phải thấy được lúc đó là có tham, có ái. Cái lúc nào tâm không có tham ái, phải thấy rõ lúc đó không có tham ái. Cái nào có si, phải thấy lúc đó là có si. Và không si, biết rõ lúc đó là không si, biết bằng trí tuệ, là tuệ tri. Cái tâm mình hữu hạn hay là cái tâm mình vô thượng. Cái tâm mình nó bị nhỏ hẹp, nó bị kẹt trong cái chỗ đó, hay là cái tâm mình nó đã thoát ra khỏi cái chỗ đó rồi, nó rộng lớn, trú trong cái tâm từ vô lượng.
phải biết những cái trạng thái vận hành, hoạt động ở trong này. Và các cái dòng cảm thọ nó sanh khởi là nó an trú, nó biến đổi và nó chấm dứt, phải biết. Đó là trạch pháp các chị. Bản ngã sanh khởi lên phải biết, sân sanh khởi lên phải biết, và biết thì tìm cách tiêu diệt. Biết thì là trắc lý, biết là quán chiếu, chứ không phải biết là sân có sân, si có si, rồi xong rồi cứ nhắm mắt rồi đi luôn. Không phải, không phải. Tuệ tri là biết bằng trí tuệ. Sau khi biết bằng trí tuệ rồi dùng tinh tấn nhất chi, dùng sự nỗ lực tới chánh cận để mà mình đánh nó. Cho nên nó là gì? Trạch pháp cái chi là sao? Tinh tấn nhất chi đó, thấy không? Thấy cái trình tự bảy nhất chi không? Mà khi mình tinh tấn, mình nỗ lực, mình trừ diệt, mình đánh phá nó, mình đánh sập, đánh đổ, đánh vỡ, đánh tan nó, thì lúc đó sao hỷ nhất chi nó sanh khởi, vui chiến thắng à? Mình thấy rõ không? Chúng ta là có thực hành pháp là chúng ta sẽ thấy rõ, vui cái tâm mình nó hỷ là mình chiến thắng rồi. Chiến thắng được cái cơn giận này nè, chiến thắng được cái bản ngã này nè, chiến thắng được cái dục tham ái này nè, chiến thắng. Sau khi nỗ lực tinh tấn bằng trí tuệ, biết bằng trí tuệ rồi, nỗ lực tinh tấn, nỗ lực tinh tấn xử lý nó rồi đó, giải quyết nó rồi đó, thì sao? Hỷ sanh khởi, hoan hỷ vui. Thì khi mà hoan hỷ sanh khởi thì sao? Khinh nạn là nhẹ nhàng, cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Tâm nhẹ nhàng thì sao? An định. Mà tâm an định thì sao? Nó buông xả các cái phiền não, buông xả hết những cái sự mà dính mắc ở trong cái pháp mà mình đang thực hành đó. Cho nên nó trạch pháp giác chi đó, tinh tấn giác chi đó, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Đó là con đường của chư Phật. Bảy cái pháp mà đưa đến giác ngộ, bảy chi Phật. Cho nên mình thấy không, cái trạch pháp giác chi đó vậy, nó là chánh kiến đó, thấy không? Rồi cái mà gọi là tinh tấn chi là cái gì? Gì trong bát chánh đạo? Chánh tinh tấn, phải không? Ừ. Rồi bây giờ đó, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi là cái gì trong bát chánh đạo? Định thì thêm cái tâm quan hỷ nó nhẹ nhàng, nó an định đó. Rồi bằng cái trí tuệ thì nên sao? Nó không có trú chấp, không có dướng mắt vô một pháp nào hết, nó đạt đến cái tâm gì? Buông xả. Cái tâm buông xả thanh tịnh, bất động. Chứ không thôi nó đạt được sơ thiền là nó thích cái đó là đã, mà nó hoài nó đi ra không được, nó không lên nhị thiền được. Cho nên cái xả ra để nó đi lên, chứ không phải xả để nó mất, không phải. Bây giờ mình bước lên bậc thang mà mình không bỏ bậc thang này, sao mình bước lên bậc thang chết? Mình nói không, có chỗ này đẹp và đứng luôn, chỗ này không lên. Mà Đăng Phi là chưa lên tới quán chiếu được. Cho nên bước cái bậc này, bỏ cái bậc này rồi mới lên cái bậc kia. Thì cái xả chi nó giống vậy, nó xả cho tới cái chỗ cùng cực, bất động tâm giải thoát. Là tới lậu tạng. Thành ra đó, mình thấy cái trình tự của pháp đó, nó rất là rõ. Khi mình vận dụng, mình thực hành, mình sẽ thấy rất là rõ. Mà mình không có thực hành á, mình không có nhận diện, mình không có quán chiếu đó, thì mình đọc nó ra chữ nghĩa không à, không có thấy pháp. Mà mình có thực hành, mình có quán chiếu đó, mình có vận dụng rồi đó, thì mình sẽ thấy, sẽ thấy cái pháp nó hiện rõ ra. Cái pháp nó hiện rõ ra. Cho nên cái vị này là sao? Tuy rằng là cái sanh loại đen, nhưng mà là sanh ra niết bàn nhờ thực hành chánh chi kiến, nhờ thực hành phá dẹp đoạn tận năm triền cái, mỗi lượt các kiết sở, an trú tâm đến bốn niệm xứ, và như thật tu tập bảy giác chi. Cho nên cái vị này sanh ra niết bàn không đen không trắng. Thế nào là sanh loại trắng, sanh ra pháp đen? Coi chừng cái chỗ này.
Thế nào là sanh lõi trắng mà sanh ra pháp đen? Là sanh ở trong gia đình vua chúa đại phú, giống như giờ mình nói đại gia. Trong gia đình có gì? Có những cái giai cấp cao cấp, quyền quý, đáng được được mọi người kính nể, kính trọng, tôn kính, địa vị phú hào, đại phú. Đó, tiền của lớn, tài sản lớn, nhiều vàng bạc, tài sản vật dụng, tiền của ngũ cốc, đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Còn ai phụ nữ thì sửa lại thành đẹp gái, cũng giống vậy thôi. Nam hay nữ thì chỉnh cái chữ lại thôi. Thì người ấy thì sao? Được ăn, đồ ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, dầm hoa hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc, chỗ ở, nhà cửa, vân vân. Như vậy đó là cái người này gọi là gì? Là cái người gì? Là sanh loại trắng. Nhưng mà sao? Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Cho nên người này thân ngoại mạng chung, khi nhắm mắt chết đi, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa sứ và địa ngục. Chỗ này chúng ta nhìn xung quanh thấy có nhiều không? Rất là nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Cho nên thường đó, cái người xưa nói đó, làm phước mà không có tu huệ đó là gì? Tai họa của đời thứ ba. Tại sao tai họa của đời thứ ba? Cái đời này làm phước nhiều phải không? Đời sau hưởng, hưởng hết cái phước đó rồi, không biết tu, thì cái đời thứ ba thì sao? Đó là tai họa. Cho nên trắng nhưng mà lại sanh ra pháp đen. Cho nên mình thấy không? Những đứa trẻ của con nhà giàu xì ke ma tí, coi như là đi theo du côn du đảng. Rồi có khi phải vô tù tội, hay là tới cái chỗ mà mất mạng, chết thảm, chết yếu, có nhiều lắm. Cho nên có cái phước, đừng có ỷ lại vô cái phước, đừng có kiêu ngạo trên cái phước, đừng có gọi là gì, ta ở đây kiêu căng, hết dịch ở trong cái phước đó. Là cái phước đó nó cứu mình, nhưng cái phước đó nó cũng giết mình. Nếu mình không có trí tuệ thì cái gì mình có đi nữa nó cũng có thể làm hại mình hết. Trí tuệ nó giống như con mắt để cho mình nhìn thấy, thấy rõ được mọi sự, mọi việc trên cuộc đời này. Chính vì vậy mà mình nhớ cái từ trong chùa ta hay nói, từ gì? Duy tuệ thì nghiệp, là chỗ đó. Một khi đó mà có trí tuệ rồi đó, vì trí tuệ này là dẫn đạo tất cả mọi thứ khác. Cho nên gọi là gì? Chánh kiến, phải không? Dẫn đường hết tất cả pháp. Chánh kiến dẫn đầu tất cả. Bây giờ một cái người mà tất cả đều giàu có, đẹp đẽ, tất cả mọi thứ, danh vọng địa vị hết, mà người này mù. Thì sao gọi là trọn vẹn? Phải sáng con mắt. Thì cái trí tuệ đó, cái chánh tri kiến, nhìn thấy được ngũ uẩn đó, nhìn thấy được lậu hoặc, tham sân si bản ngã, cái đó là mắt lớn. Cho nên đó, Đức Phật nói là này các tỳ kheo, một người xuất hiện trên thế gian này, một người đó không có ai có thể ngang bằng, không ai có thể so sánh, không có ai có thể sánh ngang được. Rồi đó là mắt lớn, là đại quang, là đại minh. Rồi đó là ai?
là Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, là bậc nhân thiên nhãn mục, mở con mắt cho người và trời để nhìn thấy được ngũ uẩn, nhìn thấy được tham sân si, nhìn thấy được thực trạng của thế giới, nhìn thấy được cái gì nó đang dẫn dắt thế giới, nó đang vận hành thế giới. Đó là Đức Thế Tôn, bậc đại quang, đại minh, bậc minh nhãn, bậc mắt lớn, mắt sáng, vì tình thương, vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người mà một người ấy xuất hiện. Đó là Thế Tôn. Thì cái bài này vừa rồi là con có giảng ở dưới Chùa Bảo Liên ngày lễ Phật Đản, xúc động lắm. Mình đọc những cái câu đó mình xúc động, mình dập đầu xuống mình lại Đức Phật, nước mắt mình tràn. Mình mới biết được cái thâm ơn cao cả vĩ đại, không có một cái ngôn từ nào mà có thể diễn tả hết. Những người đó phơi bày những cái gì bị che kín, đem ánh sáng vào trong bóng tối cho những người có mắt có thể nhìn thấy được các sắc, chỉ đường cho người lạc lối. Đó là công đức vĩ đại của Thế Tôn, vĩ đại của Thánh Pháp, vĩ đại của các bậc bốn đồi tám chúng, những vị đã thành tựu chánh chi kiến, là mắt, mắt sáng cho trời người, là ngọn đèn cho thế gian, là mặt trời cho vũ trụ, là chỗ vô thượng phước điện cho chúng sanh nương tựa. Nếu không có những gì đó, thế gian này, thế giới này sẽ ngập chìm trong bóng tối mãi mãi vĩnh viễn. Đức Phật mới chỉ cho mình, đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là con đường đưa đến sắc chấm dứt đoạn diệt, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, đây là ngũ uẩn tập khởi, đây là ngũ uẩn đoạn diệt, đây là con đường đưa đến chấm dứt dục tham ái vô minh bản ngã trong ngũ uẩn. Đó là tiếng gầm sư tử của bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện trong thế gian này vỏn vẹn chỉ có 80 năm, và cái thời hoằng pháp của ngài chỉ có 30 mấy năm, 40 năm nói pháp, mà tỷ 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 kiếp trên hành tinh này mà chỉ có mấy mươi năm, 40 năm, 49 năm, chỉ có vỏn vẹn có bao nhiêu đó, mà để lại một cái thánh pháp tạng, và tới ngày giờ này gần 3.000 năm, bây giờ chúng ta ngồi đây để được nghe, hạnh phúc không, trân quý không, biết ơn hay là không? Đây là cái ngày đản sanh của Đức Phật, ngày đản sanh của bậc đại quang đại minh mắt lớn, của bậc nhân thiên nhãn mục, của bậc mà vượt lên hơn trên hết tất cả, không có tầm giới, không có ai có thể so sánh ngang bằng, không có bạn ngang hàng, là bậc tối tôn tối thượng giữa chư thiên và loài người. Nếu không có Đức Phật, ai chỉ cho mình thấy được ngũ uẩn? Mình học tham sân si bản ngã, mình học trên chữ nghĩa thôi, mình học trong lý thuyết tri thức tưởng tượng thôi. Nếu mình không thấy ngũ uẩn, làm sao mình nhìn thấy được tham sân si? Làm sao mình thấy cái bản ngã nó vận hành như thế nào, dục ái tham nó vận hành như thế nào, vô minh nó che đậy như thế nào, suy cái trạng thái nó hoạt động ra làm sao, đạo cử nó ra làm sao? Mình không thấy, không biết, mù. Về nghe lại cái bài kinh tất cả mù lò, tất cả là mù lò này các tỳ kheo, mắt là mù lò, các sắc là mù lò, thì rõ biết các sắc nhãn thức mù lò, nhãn xúc ba pháp này hội tụ giao thoa là mù lò, những cái cảm giác khi con mắt này nhìn thấy tiếp xúc cảm giác đó là mù lò.
ưa thích, yêu mến trong cái cảm giác đó mù lọ, nắm giữ bám chấp trong cảm giác đó mù lọ, rồi sanh ra sầu bi khổ ưu não ở trong cái mù lọ. Và cái dòng mù lọ này triền miên triền miên triền miên triền miên bất tận bất tận bất tận, nếu không gặp được chánh pháp, không gặp được bậc đại thiện trí thức, thì cái cơn mù này là vô lượng thời gian không thể tính kể được. Cho nên á, chúng ta mới cảm xúc được cái vấn đề cái xanh loại đen, xanh loại trắng nhưng mà lại xanh ra pháp đen, có phước đức nhưng mà lại đưa tới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đầy dẫy, đầy dẫy. Và những cái này con xin thưa đại chúng là chúng ta đã đi qua trăm ngàn vạn ức tỷ tỷ lần, trồi lên rồi bị hập xuống, rồi trôi, rồi lăn, rồi đảo lộn, rồi xây dần như vậy. Những cái này chúng ta ở trong đây, trong dòng luân hồi này vô tận, vô tận, vô tận. Chúng ta trôi lăn trong dòng luân hồi này nhiều, giống như là những viên đất, những viên cát ở dưới mặt đại địa vậy đó. Còn bậc thành tựu chánh tri kiến thì giống như mấy viên sỏi trong lòng bàn tay thôi. Cái khổ còn lợi ích giống như 6-7 viên sỏi trong lòng bàn tay thôi, đối với những bậc thành tựu chánh tri kiến. Còn chưa thấy được thành tựu chánh tri kiến viên mãn thì cái đau khổ, nước mắt, máu và cái sự lòng vòng ở trong cái đen trắng này là lại vô tận, vô tận, vô tận. Nếu mình không cố gắng trong cái cơ hội này, cái chuyến bay cuối cùng, cái con thuyền Bát Nhã cuối cùng này, thì cái dòng luân hồi tiếp tục với mình là không thể tính kể, không thể tính kể. Phải cố gắng. Nhã nên ra thế nào là hạng sanh loại trắng, sanh ra pháp trắng, là hạng người sanh ra trong cái gia đình đó cao quý, giống như nãy nói rồi, mà cái người này đó thân làm thiện, miệng nói thiện và ý nghĩ lời thiện, cho nên cái người này là sanh loại trắng mà sanh ra pháp trắng. Cho nên khi mà thân hoại mạng chung chấm dứt cuộc đời này, khi chết sanh thiện thú thiên giới và cõi đời này, sanh như đường lành, sanh ở cõi đời này nhưng mà cao quý tốt đẹp. Tại người này đã cao quý rồi mà bây giờ lại làm thiện nữa, nói thiện nữa, rồi nghĩ thiện nữa, thì cao quý này nó hướng thượng, nó tăng thượng, nó phát triển. Rồi sao? Hoặc là sanh lên cõi trời, sanh lên cõi trời. Như vậy là gì? Hạng sanh loại trắng mà sanh ra pháp trắng. Thích cái này không? Đại chúng à, thích cái trắng mà sanh loại trắng sao lắc đầu? Thích không? Thích này không? Thích không? Thích. Trắng mà sanh ra pháp trắng mà với điều kiện thành tựu chánh tri kiến thì được. Còn nếu mà không đậu chánh tri kiến đó thì cái trắng đó đó nó sẽ biến thành đen. Cho nên mình trả lời cái câu duy tuệ thị nghiệp, phải thành tựu chánh tri kiến. Chánh tri kiến phải viên mãn, bất động, bất động tính đối với tam bảo, phải có cái chân đứng trong pháp và luật. Trong thời dài bữa nữa là cái tâm mình nó vô thường mà, cái cảm thọ mình vô thường, cái suy nghĩ mình vô thường. Cho nên bây giờ mình nghe thì mình chịu, mình thích theo, nhưng mà dài bữa rồi cái gì, cái thọ hỏng tù này cả già nữa. Có chứ, nhiều mà. Thấy không? Cái
tu mấy kia nó khỏe, cái tu này khổ quá, tu này sẽ còn thấy tham sân si bản ngã không? Ta thấy chưa? Đó là gì? Mình bị nghiêng ngửa, mình bị lật đổ, ngã xuống trong cái thánh pháp. Cái này sự kiện có thể xảy ra rất là nhiều. Nếu cái lòng tin mình chưa bất động, nếu cái sự văn mình chưa đủ, sự tư mình chưa đủ, thì cái sự kiện mà thay đổi đó, dao động tâm đó, là có thể xảy ra rất là nhiều. Cho nên ngày nào cũng phải nghe pháp, ngày nào cũng phải thiền quán, ngày nào cũng phải thiền định, phải nuôi dưỡng. Giống như một ngày mình ăn cơm 3 lần thì mình phải nghe pháp, thiền định, quán chiếu 3 lần. Đó là nói cư sĩ đó, tối thiểu đó. Còn cái người tu ở chùa là tu liên tục, đó là thời khóa hẳn rồi. Còn ngoài thời khóa ra phải vận dụng nãy giờ mình nói, tâm trú trên bốn niệm xứ. Chứ không thôi là mình lỡ cả, mình chao đảo, chao đảo.